Để. Hello, chào các bạn. Mình bữa nay review cái dẫu cho các bạn xem nha các bạn. Bữa nay là ngày thứ hai câu cái dẫu đó. Đẻ ghê chưa? Rồi. Con rốt, mấy con rốt. Ồ, cái dẫu con to vô lại các bạn ơi. Trúng rồi các bạn ơi. Hôm nay là ngày thứ hai câu cá các bạn ơi. Mà cây áp thấp này nó vô, thành ra trời nó cũng mù quá. Mà nó bữa nay là câu cái dẫu thôi, cái dẫu với cái ngon. Đây các bạn ơi, hũ ruốc đây. Cái dẫu là mình câu bằng màu ruốc này nha. Đó. Nhà ông bữa quê ông. Đẻ. Rớt, chớp. Rớt thiệt ông. Mấy gì? Dìa kẻ lẫm cẩm tay chân nha. Tiêu. Kẻ câu ít mà bị đặt ra liền rồi nó chứ. Đẻ. Dấu con to đẻ quá. Đù, bự. Cái dấu cỡ đó ngon á. Bỏ cái giọt queo phía đây nè. Đó. Ồ, nguyên giọt cái con quá. Cho nên nó rớt. Đây nó nhị chắc là rớt quá chú ơi. Đó. Cái bóp mà giờ chịu khổ. Hai con không ăn được con nào, nóng ha. Ừ. Sấy hai cái bóp. Tỉnh lại như xéo luôn. Câu cá mà bỏ ăn luôn các bạn ơi, anh đó anh mua đỏ anh câu cá anh bỏ ăn vô ăn không nấu cơm luôn mà biết cỡ nào à. Rớt được con rồi rớt không ơi, nói gì cho khó bắt nó lắm à, bắt về bắt lại khó bắt, nó trơn khó bắt. Cái này nhỏ con ta không khó mà nhỏ con nhỉ, đó không bỏ ra cho nó bẹo đẹp đi. Rớt cái gì trời, con nó ăn kỹ vậy chứ, rồi còn dài quá. Gì ông Tám, ông bị đừng bị cá, chú bị cá rút cái cần thuộc lui lại rồi cần nó ngắn rồi biểu cần nó à, nó trơn tay trơn thuộc cái cần xuống lại sao ông làm dài thêm chút cước. Cái giỏi các bạn ơi. Cái mỏ nhọn. Nó cái dấu quăng có cái nâu. Rồi. Rồi, kết thúc video. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Video này 5 phút tới đây kết thúc các bạn ơi. Mình quay chút thời gian thôi chứ không có thời gian nhiều để quay.